Nhà thơ Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới. Nguyễn Du là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất trên văn đàn Việt Nam. Với khối lượng tác phẩm đồ sộ, Nguyễn Du đã trở thành lịch sử và một huyền thoại, đặc biệt với tác phẩm Truyện Kiều đã đưa văn học Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Các bạn hãy cùng Times Book tìm hiểu xem cuộc đời của nhà thơ Nguyễn Du đã trải qua những gì và vì sao ông được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Các bạn cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để ủng hộ cho Times Book nhé. Phần 1. Tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Du. Nguyễn Du có bút danh là Tố Như, Thanh Hiên, Hồng Sơn Lạp Hộ hay Nam Hải Điếu Đồ. Ông là nhà thơ, nhà văn hóa lớn trong thời Lê Mạc Nguyễn Sơ của Việt Nam. Ông sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766. Ông được sinh ra trong gia đình quyền thế có đến 7 thế hệ đã từng đỗ đạt làm quan. Cha ông là Nguyễn Hiển, đã từng làm quan tới chức đại tư đồ, hay còn gọi là tể tướng. Vì thế Nguyễn Du cũng thừa hưởng được sự thông minh và sắc sảo từ người cha. Từ nhỏ ông đã rất giỏi về cầm, kỳ, thi họa. Năm ông lên 1 tuổi, cha của ông được phong lên làm thái tử Thái Bảo, nên cuộc sống thuở ấu thơ của ông sống trong nhung lụa sung sướng, giàu sang phú quý. Nhưng cuộc sống này kéo dài không quá 10 năm. Năm 1774, Nguyễn Nghiễm được thăng chức lên tể tướng và đi đánh chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Cũng trong thời gian này, cuộc đời của Nguyễn Du bước sang trang mới, chịu nhiều mất mát tổn thương từ tinh thần tới vật chất. Năm 1775, chứng kiến anh trai Nguyễn Trụ qua đời, khởi đầu cho những bi kịch, ông bắt đầu nếm những trái đắng của cuộc đời. Sau đó không lâu thì ông nhận được tin cha mất. Đến năm 1778, người mẹ thân yêu nhất của ông cũng rời bỏ ông đi. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã mồ côi cả cha và mẹ. Năm 13 tuổi, ông chuyển tới ở cùng với anh trai cùng cha khác mẹ là Nguyễn Khảng. Lúc đó ông nghĩ cuộc sống có lẽ sẽ ổn hơn, nhưng bi kịch không dừng tại đây. Đến năm 1780 thì xảy ra vụ mật án Canh Tý. Khi đó chúa Trịnh Sâm lập con thứ là Trịnh Cán làm thế tử, thay cho con trưởng là Trịnh Tông. Ông Khảng giúp Trịnh Tông, việc bại lộ nên bị giam. Đến khi Trịnh Tông lên ngôi, ông Khảng được cử lên làm thượng thư bộ lại và tham tụng. Quân lính khác phe không phục, kéo đến phá nhà, khiến ông Khảng phải cải trang trốn lên Sơn Tây. Khi đó ông không biết bản thân sẽ đi về đâu, nhưng may mắn thay ông được người quen của cha mình đưa về Sơn Nam Hạ nuôi ăn học. Năm 1783, Nguyễn Du thi hương đỗ tú tài, nhưng không rõ vì lẽ gì không đi thi nữa. Vì người nhận nuôi ông là quan, nên sau khi ông ấy mất, năm 1802 Nguyễn Du được tập ấm một chức quan võ nhỏ ở Thái Nguyên. Tháng 11 cùng năm, đổi làm tri phủ thường tín Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Vài năm sau, ông được phong làm cần chánh điện học sĩ và làm quán sứ nhà Thanh. Vào năm 1814, ông được thăng hữu tham tri bộ lễ. Đến năm 1820, Gia Long qua đời, vua Minh Mạng nối ngôi, Nguyễn Du lại được cử làm chánh sứ đi Trung Quốc. Nhưng chưa kịp lên đường thì ông mất vì mắc bệnh dịch tả ở Kinh Đô Huế vào ngày 10 tháng 8 năm Canh Thìn, tức là ngày 18 tháng 9 năm 1820. Lúc đầu Nguyễn Du được táng ở xã An Ninh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, 4 năm sau mới cải táng về Tiên Điền, Hà Tĩnh. Phần 2. Sự nghiệp văn học của đại thi hào Nguyễn Du. Nguyễn Du là người có trình độ học vấn cao. Ông có thể thành thục rất nhiều thể thơ của Trung Quốc, từ thơ Lục Bát, Ngũ Ngôn Luật, Thất Ngôn Luật, Ca Hành. Chính vì vậy thơ văn của ông chứa đầy những cảm xúc và thể thơ nào ông cũng có bài ấn tượng sâu sắc với nhân loại. Sống trong cuộc đại chiến khi đất nước hoạn nạn và gặp nhiều khó khăn, thơ văn Nguyễn Du phản ánh khái quát được bản chất tàn bạo của xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Bằng ngòi bút sắc bén, ông đã vẽ ra cho chúng ta thấy sự bất công, chà đạp lên người lao động, quyền sống của con người. Là một người có đủ nghề cầm, kỳ, thi, họa, ông đã khắc lên một bức tranh đầy cảm xúc cho người đọc bằng tình thương, đề cao quyền sống, quyền tự do và khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội trọng nam của triều đại ngày ấy. Nguyễn Du là người đầu tiên trong thời Trung Đại có thể nhìn thấu được thân phận người phụ nữ có sắc, có tài mà bạc phận khi phải sống trong cuộc sống đầy sự mưu mô toan tính. Dòng văn của ông chủ yếu bao quát về nhân sinh thế sự, ít có bài nào nói về quốc gia. Nguyễn Du nổi tiếng với tác phẩm Truyện Kiều mà trong chúng ta ai cũng đã từng đọc qua. Tác phẩm Truyện Kiều được ông sáng tác dựa trên tiểu thuyết Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân vào những năm 1814 đến 1820 khi ông đi Trung Quốc. Truyện gồm có 3.254 câu thơ viết ở thể thơ Lục Bát. Năm 1871 và 1872, bản in Truyện Kiều được phát hành và được sự đón nhận của cộng đồng nhân dân lúc này. Hiện nay,
Tác phẩm truyện Kiều được xem là một trong những cuốn truyện thơ nổi tiếng và kinh điển nhất trong văn học Việt Nam. Ngoài ra, ông còn một số tác phẩm để đời như Thanh Hiên Thi Tập gồm 78 bài, ông viết trong những năm 1786 đến 1804. Tiếp đến là Nam Trung Tạp Ngâm gồm 40 bài, Bắc Hành Tạp Lục gồm 131 bài thơ, Văn Chiêu Hồn, Văn Tế Sóng Trường Lưu Nhị Nữ. Những tác phẩm mà ông để lại xứng đáng sánh ngang tầm với văn học nước ngoài, đặc biệt là tác phẩm truyện Kiều. Ở bất cứ tầng lớp nào, mọi người cũng có thể cảm nhận được tình người, thấy rõ được xã hội đồng tiền và vật chất quan trọng như thế nào trong những câu thơ. Nguyễn Du là một nhà thi hào dân tộc. Ông luôn sống hết mình vì đất nước, chất chứa tình thương yêu với con người, khát khao mãnh liệt cuộc sống bình yên cho dân tộc, đất nước. Hiện nay, Nguyễn Du là một trong những danh nhân dân tộc được thế giới tôn vinh. Để tưởng nhớ đến ông, ngày nay mọi người lấy tên ông đặt tên trường và các con đường lớn để khắc sâu và ghi nhớ về ông. Nguyễn Du xứng đáng là đại thi hào, danh nhân văn hóa thế giới, là vì sao sáng trên bầu trời văn học Việt Nam. Qua video hôm nay chúng tôi chia sẻ đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về cuộc đời của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Times Book trong những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Times Book, sách và phát triển bản thân.